Kính chào tất cả các bác nha, các bác ơi em vừa về được một lô BBS này, một thương hiệu nó quá nổi tiếng, quá quen thuộc đối với người dân Việt Nam của chúng ta luôn Đó chính là lô BBS S130GS các bác nhá Dòng này của nó là dòng đầu thu quắc đỏ, à, dòng 6 số và con này có là hàng xịn 100% Tất cả các bác ai mà lấy được bộ micro này thì quá là may mắn luôn Bởi vì dòng này tất cả côn của nó là côn cool neo, sóng thì có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 m là chuyện quá bình thường đối với dòng BBS này, đúng không? Và tất cả các bác nhìn này khi mà anh em thợ thu gom à, những cái món đồ này về đến Việt Nam thì đương nhiên là hàng đã qua sử dụng. Hàng ở trong phòng hát các bác nhá. Thì nó bị chảy, nó bị xước hoặc là nó bị bạc màu sơn là chuyện quá bình thường luôn. Và với bộ micro này, anh em thợ cũng đã dọn dẹp vệ sinh, à, tút tát làm sao để cho nó đẹp nhất có thể rồi. Anh em nhìn là nó có cả chống lăn, có cả chống chốc xịn như thế này đây. Cảm ơn nhé. À, anh em nhìn là tất tật tật nó đều có một cái côn gọi là, là côn neo. Côn neo à, à, trắng ghi và côn neo trắng cam. Hai con này gọi là côn nó như nhau, nó chỉ khác mỗi cái màu thôi. Dòng này là dòng đuôi chuột có chế độ GS tiết kiệm pin và có chế độ tự ngắt sau 3 giây. À, và với bộ micro này em sẽ để cho các bác à, với mức giá cực kỳ là rẻ. Có một bộ thì em... À, À, để cho các bác với giá là 700.000 đồng Đấy, 700 000 đồng tất cả anh em ai mà lấy được bộ đó thì các bác lấy còn bộ ngon lành cành đào hơn một chút thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 700 mức giá thu vốn và kèm theo uh, cái uh, lô uh, micro BBS này nó còn có cả lô đẩy san xui các bạn lát em giới thiệu lướt qua để tất cả các bác ai biết về dòng này thì các bác nhìn đúng không ruột gan đây nó là dòng S130GS, còn bên vị của nó thì nó vẫn là S130 các bạn nhá. ruột gan nó quá đẹp luôn Và dòng này thì các bác biết rồi, chơi gia đình cũng như là chơi phòng hát, à, các bác ai đi làm show, đi làm sự kiện đều rất là ok à, Ruột gan là full option rồi các bạn nhá. tất cả ruột gan của nó còn nguyên zin luôn Anh em ai mà chơi bộ này thì các bác nghe qua về cái chất âm của nó để các bác cảm nhận à. Các bác ai có tai nghe thì các bác đeo vào để cảm nhận cái chất âm của nó các bác nhá. 6 7 1 2 Em vốn mang thân con gái nhà giàu lộc 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7 à lên. Đấy, này của nó thì mặc dù nó là full neo nhưng mà cũng rất là ít hú rít các bác ạ, rất ít hú rít luôn và tay chân của nó thì anh em thợ phải nói là dùng từ là dọn dẹp là quá đẹp rồi, đúng không? À, tất cả các bác ai đi làm xô tiệc cưới hoặc là đi làm những đám hiếu đám hỉ các bác lấy những bộ micro như thế này à, để về mình sử dụng nhanh thu hồi vốn mức giá cực kỳ là hợp lý cực kỳ là rẻ cảm ơn nhé à, và đối với cái lô đẩy à, san xui này thì các bác có thể nhìn thấy là nó về cùng với nhau được tầm khoảng 12 bộ micro các bạn 12 bộ micro và mười hai bộ à, à, đẩy san xui mà thương hiệu đến từ Nhật thì với cái dòng này thì các bác nhìn thấy ruột gan của nó còn rất là mới một trong những dòng à, đẩy nó giúp cho tất cả các bác à, chơi lành bền hơn bao giờ hết con này công suất của nó là ở ngưỡng 4 ôm nó đạt cho các bác là 1.400w tức là 700w một kênh ở ngưỡng à, 8 ôm thì em à, cũng đã kiểm tra và đạt được 1.000w trên ngưỡng 8 ôm và em có một con đó là cái con 702 là 1400W 8 ohm này các bác nhìn đây một con duy nhất thôi con này của nó đánh như cái dàn uh, array lớn các bác nhá anh em ai lấy được bộ uh, đẩy san xui này em sẽ để cho các bác với giá cực kỳ là hợp lý luôn rẻ của nhất có thể để tất cả các bác chúng ta cùng chơi à, san xui xịn -si của nhật Đấy, anh em ai nhìn này ruột gan nó quá đẹp luôn và dòng này của nó dòng đòi cao Mên mạch của nó là dòng đòi mới à, cho nên là các bác sử dụng con này chất âm của nó rất là sâu rất là êm ái À, và một con duy nhất là con 702 này các bạn này, 700W một kênh 8 ôm. Đấy, à, còn con 502 là 2 nhân với 500 trên một kênh 8 ôm. Tức là các bác có thể đánh loa côn 90. À, quay đầu là thoải mái các bác nhé. Còn tất cả các bác chơi karaoke gia đình con này cực kỳ lành và cực kỳ bền. Và quay trở lại với lại cái bộ uh, micro này các bác nhé. Em đang để cho các bác một bộ duy nhất. À, trong quá trình vận chuyển là mất một tay em để cho các bác với giá 700 000 một bộ một tay. Còn bộ nào hoạt động hoàn hảo hai à, kênh. À, chỗ này vẫn còn nguyên bụi các bác này. Một bộ hoạt động hoàn hảo hai kênh thì em để cho các bác với mức giá chỉ có 1 triệu 700 000 đồng thôi. 1 triệu 700 000 đồng một bộ. Tất cả các bác ai cảm thấy ok, các bác chốt cho em hiểm được bộ. Anh em ai lấy nhiều, lấy số lượng thì các bác có thể lấy và em sẽ có giá bớt cho tất cả các bác. À, anh em ai chốt được bộ micro này. Vui lòng liên hệ qua hai số điện thoại 0936 118 558, 0931 218 558. Mời tất cả các bác chúng ta cùng chốt đơn nhá. Xem video nếu cảm thấy sản phẩm ok. Đấy, sản phẩm hay thì các